chúng tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hành nghề luật sư tại California cũng gần 28 năm. Hôm nay rất được hân hạnh được cộng tác với đài SET qua chương trình Di trú và Xã hội. Và đặc biệt trong những tuần lễ đầu trong chương trình này, chúng tôi sẽ đặc biệt, và có thể là từ giờ đến cuối năm cơ, là chúng tôi sẽ nói rất nhiều về vấn đề làm sao chúng ta có thể nộp đơn nhập tịch, những điều kiện gì chúng ta cần phải chuẩn bị để mà nộp đơn đầy đủ, làm sao chúng ta có thể có điều kiện mà để được khỏi đóng tiền lệ phí và cái đơn nhập tịch hay không, và chúng ta có thể được miễn thi lịch sử những quyền hoặc là thi miễn thi viết. Có nhiều người nói rằng là thi nhập tịch không cần phải phỏng vấn, có nhiều nơi quảng cáo vậy, không bao giờ mà được miễn cái phỏng vấn. Nó cũng có những cái điều là chúng ta được miễn trả lời những cái phần đó, hoặc được trả lời bằng tiếng Việt tùy theo từng cái trường hợp một. Và chúng tôi sẽ đi rất là chi tiết. Mục đích của chương trình Di trú và Xã hội là chúng tôi muốn cố gắng làm sao để đồng hương chúng ta có thật nhiều người vào nhập tịch. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có những người nhập tịch mới có cơ hội để mà ghi danh đi bầu. Và nếu mà đã ghi danh đi bầu rồi đó, thì chúng tôi hy vọng là trong những cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6 năm nay, hoặc là tháng 11 của năm tới đó, là cuộc bầu cử vô cùng quan trọng. Nó không những ảnh hưởng tới vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ mà ngay cả đất nước của chúng ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một năm sau đó, 2025 sẽ đánh dấu 50 năm đất nước chúng ta đã rơi vào tay chế độ Cộng sản. Vậy thì tất cả những tập thể người Việt tị nạn từ năm 1975 cho đến năm 2025 đó, có thể làm được những gì để mà cho đồng bào chúng ta ở trong nước có được một đời sống đầy đủ cơm áo ấm, cũng như là quyền sống lòng người như tất cả những cái người công dân khác trên toàn thế giới. Và đó là những cái chúng tôi hy vọng là chúng ta cùng nhau để đạt được cái kết quả đó, bởi vì không thể ai một mình mà có thể làm được. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin chia sẻ cùng với quý vị là chúng ta chuẩn bị những cái gì để vào đơn nhập tịch. Dĩ nhiên là chúng ta phải có mặt ở Mỹ và phải có thẻ xanh. Và làm sao có thẻ xanh thì ngày xưa năm 1975 thì có rất là nhiều những người tị nạn của chúng ta rời bỏ cái có thể là đau đớn, rời bỏ đất nước đi tìm đường vượt biên, vượt biển để qua đây, và từ đó chúng ta có cái căn cước tị nạn đã giúp được không biết bao nhiêu người đã đến xứ sở Hoa Kỳ này. Và lúc đó thì vào Hoa Kỳ tương đối cũng dễ và có thẻ xanh cũng rất là nhanh, và thường thường là chúng ta có thẻ xanh là khoảng chừng 5 năm. Và nếu chúng ta ở đây đủ, nghĩa là ít nhất là trên khoảng nửa thời gian của cái 5 năm đó liên tục tại Mỹ đó, hoặc là 30 tháng, thì là chúng ta đến cái thời gian mà 4 năm 9 tháng là chúng ta có thể nộp đơn nhập tịch. Trong những trường hợp khác, chúng ta có thể nộp đơn nhập tịch sớm hơn trong vòng 3 năm. Chúng tôi sẽ trở lại cái phần đó sau. Chúng ta trở về vấn đề thẻ xanh. Rồi sau này, kể từ năm 1975 cho đến bây giờ, chúng ta có nhiều những làn sóng qua đến nước Mỹ. Đầu tiên là trong khoảng chừng 10 năm đầu, từ 1975, chúng ta có những làn sóng những người tị nạn. Sau đó thì chúng ta có những làn sóng của những các bác, các chú, các anh ở trong quân đội Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 75 đã bị giam cầm trong những cái trại tù tập trung của Cộng sản. Và nếu ở trong bị ở trong tù từ 3 năm trở đi thì sau này sẽ có những chương trình HO để qua đây. Rồi kế tiếp đó, chúng ta có những làn sóng của như là những theo diện mà con lai cũng sẽ qua đây sau. Và cuối cùng là những cái người sang đây rồi thì lại chúng ta lại bảo lãnh cho những người thân, qua diện cha mẹ bảo lãnh cho con cái, anh em bảo lãnh cho nhau, hoặc là diện vợ chồng bảo lãnh cho nhau. Thành ra đó là những làn sóng cuối cùng. Sau này thì người ta không còn phải đi vượt biên, vượt biển nữa, mà đi qua những chương trình ODP, đi qua những chương trình bảo lãnh như vậy, đi phi cơ rất là an toàn. Tuy nhiên cái khó khăn của những người đến sau thì lại là thấy mình đương nhiên là sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản như vậy, thì họ cũng mất rất nhiều những cái thời gian và phải làm lại cái cuộc đời tại xứ sở Hoa Kỳ này. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng rất hãnh diện là cộng đồng của người Mỹ gốc Việt chúng ta là một cộng đồng có thể nói là phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ này trong cái thế kỷ thứ 20 này. Tuy nhiên, cái điều đáng buồn mà chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị ở đây đó, và chúng tôi cùng với tất cả nhiều anh em trẻ khác ở khắp nơi trên Hoa Kỳ này,
cũng như tại các châu lục địa, chúng tôi đều kêu gọi là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà vào nhập tịch tại các nơi chúng ta đang cư ngụ, để mà có tiếng nói vận động cho các chính quyền tại địa phương đó, tại quốc gia đó, cho một đất nước Việt Nam được hồi sinh trong tự do, dân chủ và nhân quyền, làm sao có được một cuộc bầu cử tự do vào năm 2025. Và chúng ta không thể nào nói đó với chỉ có với cử tri người Mỹ gốc Việt, hay là cử tri tại Pháp, hay cử tri tại Úc, vân vân, mà chúng ta cần phải có sự liên kết của nhiều những lực lượng cử tri bạn khác. Chúng ta sẽ đi vào những chương trình đó khi mà dần dần đến vào cái mùa bầu cử 2024. Sẽ có rất nhiều những lý thú, sẽ có rất nhiều những cái tranh cử ở trong cộng đồng của chúng ta, và chúng tôi sẽ trở lại cái chương trình này với những cái chương trình tính cách như vậy. Và đó là tại sao chúng ta có chương trình là Di trú và xã hội. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà chúng ta phải có thẻ xanh ở đây, và nó có nhiều cái cách mà chúng ta đến đây và có thẻ xanh. Sau này có những người mà chẳng hạn như họ qua đây có thể là vì có những cái chương trình như là L1 visa hay là EB3, EB5, tức là những chương trình mà gọi là về vấn đề, nói tạm chung là về vấn đề nghề nghiệp, employment base á. Ngoài cái vấn đề mà bảo lãnh, chúng ta có những người có tiền bạc có thể đầu tư, hoặc là vì có những cái khả năng có thể mở được những cái công ăn việc làm để có thẻ xanh. Và thẻ xanh ở đây sau khi họ đã có 5 năm thì lúc đó họ cũng có thể vào công dân Hoa Kỳ. Thế nó có rất là nhiều diện để mà có thể có thẻ xanh đó. Và có nhiều vị khác thì đều đi theo đây qua theo cái diện tu sĩ cũng vậy. Thì ngược lại với những cái chương trình như vậy thì chúng ta cũng có nhiều trường hợp về vấn đề mà bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, chứ không phải cứ nghĩa là đến Mỹ là tự nhiên được ở hoài. Chúng ta nhớ là năm 1995 khi Tổng thống Clinton ký một cái hiệp ước với Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì những quý vị nào mà đến trước năm 1975 mà có những tiền án mà gây ra cái vấn đề ảnh hưởng không tốt cho đất nước Hoa Kỳ, xã hội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà bị đưa vào vấn đề trục xuất ra tòa tại sở di trú mà bị trục xuất rồi đó, thì những người đó chắc chắn sẽ bị đưa về Việt Nam một khi mà bên hành pháp họ muốn thi hành cái án lệnh đó. Còn những người nào đến sau năm 1995 dù bị những cái tội cũng tương tự như vậy, nhưng mà chưa bị trục xuất bởi vì hiệp ước đó chỉ áp dụng cho những người nào đến trước năm 1995 mà thôi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đến sau năm 1995 chúng ta muốn làm gì thì làm, bởi vì chúng ta mà có những cái vấn đề mà vi phạm đến hình sự, vấn đề hình sự đó, thì chúng ta cũng sẽ là một trong điều kiện rất là quan trọng khi mà vào nhập tịch của Hoa Kỳ. Thì trước hết chúng tôi xin liệt kê là chúng ta sẽ phải có thẻ xanh, và nội cả vấn đề mà có thẻ xanh đó nó cũng rất là quan trọng. Và quý vị phải, khi mà có giữ thẻ xanh đó, chúng tôi cũng gọi là công dân hạng 3 đó, thì là ráng làm sao đừng có để bị những cái vấn đề mà tù tội. Chúng tôi xin quý vị vẫn giữ làn sóng của SCT theo dõi những chương trình quảng cáo cũng như là giới thiệu những sản phẩm độc đáo mà chỉ có trên SCT mà có. Và chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Di trú và xã hội ngay sau phần giải lao. Vâng, một trong những cái chúng tôi xin liệt kê đây, một trong những điều kiện để mà có thể nộp đơn nhập tịch là quý vị phải là 18 tuổi, đến trong khi mà nộp đơn nhập tịch là phải đúng 18 tuổi. Và thường thường chúng tôi xem cái giấy khai sinh thật kỹ hoặc là bằng lái xe đó, thì phải từ 18 tuổi trở lên rồi mới nộp, chứ còn mình còn 3 ngày nữa mới 18 tuổi thì không nộp được, nó sẽ bác ngay. Thứ nhì là phải có thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ mà chúng ta thường gọi là thẻ xanh. Và chúng ta phải ở lại Hoa Kỳ, cái gọi là thường trú đó, thì phải ở liên tiếp, thí dụ trong vòng 5 năm thì phải ở một nửa khoảng thời gian đó, tức là ít nhất cũng phải ở lại có cái thẻ thường trú nhân đó ít nhất là 5 năm. Tuy nhiên có trường hợp 3 năm quý vị cũng có thể nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ là như thế nào. Nếu nói về trường hợp 5 năm đó, mà chúng ta thỏa mãn những điều kiện khác đó, thì khoảng 4 năm 9 tháng, tức là 3 tháng trước thời hạn 5 năm là quý vị có thể nộp đơn nhập tịch được rồi. Còn quý vị nào mà nộp được cái đơn mà 3 năm là trường hợp như thế này, là những quý vị đó là lấy chồng hoặc lấy vợ là công dân Mỹ đã được 3 năm, đám cưới của họ cũng đã được 3 năm, và họ có thẻ xanh cũng đã được 3 năm. Cái luật đó chúng tôi gọi là 333.
nhé. Tức là người chồng phải có quốc tịch là đã 3 năm rồi, đám cưới của hai người đó cũng đã được 3 năm, và cái cuối cùng nữa đó là cái thẻ xanh của người đó được cũng phải 3 năm. Thì nói là 3 năm nhưng 2 năm 9 tháng là quý vị có thể nộp đơn nhập tịch rồi. Như khi họ nói thường trú nhân là chúng ta phải ở lại Hoa Kỳ coi như trung bình là khoảng chừng 30 tháng hoặc là 18 tháng nếu quý vị ở trong cái trường hợp 3 năm nói trên. Và chúng ta phải ở cái tiểu bang mà chúng ta đang cư ngụ ít nhất là 3 tháng thì mình mới nộp được đơn nhập tịch trong cái khu vực đó. Thí dụ quý vị xuống đến California, quý vị ở 3 tháng thì quý vị có thể nộp đơn ở California. Vấn đề di trú là nó khắp 50 tiểu bang, thì là chúng ta có thể nộp đơn ở bất cứ chỗ nào mà chúng ta cư ngụ ít nhất là 3 tháng ở đó. Vì chúng tôi đi trở lại cái những trường hợp này như chúng tôi vừa trình bày là 18 tuổi hoặc là lớn hơn. Và khi nó 18 tuổi thì phải đúng đã được 18 tuổi mới nộp đơn, mới được nộp vào. Cái vấn đề mà thẻ xanh đó, thì cái quan trọng nhất đó, là khi mà họ nói cái thẻ xanh, chúng ta hay nói đến cái vấn đề mà không có gọi là thường trú nhân, mà thành ra phải ở nước Mỹ liên tục trong vòng 30 tháng nếu mà theo cái diện 5 năm. Thì vấn đề là nếu chúng ta ra khỏi nước Mỹ vì những cái việc quan trọng của đời sống gia đình, quan hôn tan tế, vân vân, công ăn việc làm mà phải ra khỏi nước Mỹ đó, thì thứ nhất là nếu mà chúng ta chưa phải cái trường hợp mà lãnh những cái trợ cấp đó, thì chúng ta không thể nào đi quá một tháng được rồi, chứ đó không nói phải trở về ngay. Nhưng nếu chúng ta có cái công ăn việc làm hoặc chúng ta thoải mái để được về ra khỏi nước Mỹ đó, về Việt Nam hoặc qua Pháp hoặc đi đâu đó khi có thẻ xanh đó, thì không bao giờ quý vị đi quá 6 tháng. Khi đi quá 6 tháng nó coi như là người ta nói ô, ông này, bà này, anh này đâu có thích làm thường trú nhân tại Hoa Kỳ đâu. Đó. Thành ra là họ sẽ để ý chuyện đó. Và chắc chắn nó sẽ bị trừ đi cái số tháng mà mình có thể bị trừ đi nếu mình đi quá 6 tháng. Cho nên cỡ 5 tháng là phải trở lại Mỹ, sống ở Mỹ vài ba tuần gì nó lo cũng công việc bên này, rồi quý vị muốn trở lại Việt Nam hoặc là đi đâu để mà lo những công việc của quý vị thì lúc đó tùy nghi, nhưng mà không có thể ở quá 6 tháng được. Trong trường hợp những người đi quá 1 năm thì coi như có thể là không được phép trở lại Mỹ và mất luôn thẻ xanh, rất là nguy hiểm. Hiện tại bây giờ nó có những trường hợp nhiều người vì cái vấn đề COVID-19 đang kẹt lại ở bên Việt Nam đó, thì bên Tòa đại sứ của Hoa Kỳ cũng như Tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn, họ có những cái chương trình để mà quý vị có thể xin cứu xét, có những cái đơn để mà nộp. Chúng tôi sẽ đi vào chương trình đó trong những lần kế tiếp để làm sao chúng ta xin được trở lại Hoa Kỳ này. Bởi vì cái đó không phải là cái điều mà chúng ta muốn, mà là bị ở lại là bị kẹt COVID-19, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thì không thể rời khỏi cái xứ sở ngoại quốc đó để mà trở lại Hoa Kỳ. Đó. Thành ra là phải chịu khó là khi không có nên ở nước ngoài quá lâu nhé. Rồi trở lại cái vấn đề này đó, thì họ thiếu một điều đó, họ không nói về cái vấn đề mà có bị tiền án nào không. Thành ra đối với lại tất cả mọi người nào, đặc biệt là những người đã bị tiền án đó, thì mà khi đến văn phòng chúng tôi là chúng tôi luôn luôn nhắc nhở quý vị đó là phải làm cái thủ tục lăn tay bằng lăn tay điện và lăn tay thường để gửi lên cho Bộ Tư pháp của tiểu bang California nếu quý vị ở California. Nếu quý vị ở tiểu bang nào khác thì cũng phải làm thủ tục tương tự như vậy. Nếu trường hợp quý vị ở California rồi bây giờ quý vị đi qua New York ở chẳng hạn mà cần cái thủ tục lăn tay đó thì làm sao? Một đó là phải trở về Cali để mà lăn tay. Đó. Hai đó, dễ hơn là quý vị lăn tay tại sở cảnh sát nào tại địa phương ở bên New York hay bên bất cứ tiểu bang nào đó. Xong rồi quý vị nhờ luật sư chuyển cái lăn tay đó đến Bộ Tư pháp tại Nam California. Họ sẽ cung cấp cho quý vị thật nhanh trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi họ nhận được cái lăn tay đó là cái hồ sơ hình sự quý vị. Cái này thường thường như chúng tôi nói là dành cho những người nào đã có tiền án, đã có vấn đề rắc rối đi ra với lại tòa án. Còn quý vị nào mà không có, chúng ta không cần làm chuyện này. Tại sao chúng ta làm chuyện này với những người bị tiền án? Bởi vì nhiều khi cái thời đó, thời thanh niên vui quá, không để ý gì cả, nghĩa là bây giờ cũng không nhớ.
là mình bị bao nhiêu tội, và cái quan trọng nhất là bị ở xử ở tòa nào, bị xử như thế nào. Đó, rồi sau đó đó là ngoài cái vấn đề được cái hồ sơ hình sự đó rồi đó, thì là phải đến những cái sở cảnh sát tại địa phương đó để xem coi có xin được những cái bản sao mà có dấu đóng certified copy đó, có dấu đóng xác nhận, hoặc là đến tòa để xin ra những tất cả những cái hồ sơ của tòa án đó, và mà nếu cần là thường thường các văn phòng luật sư mà họ làm việc mà đúng đó, và đứng đáng là họ phải xin tất cả toàn bộ hồ sơ trong đó, cần có cái gì mình cũng phải xin cả để mà và đóng dấu certified copy để mà sau này sở di trú khi nó cần cái đó, khi mà mình nộp đơn cần cái đó là mình cung cấp ngay, mình không mất thời gian. Là nhiều khi quý vị đậu đi đi phỏng vấn đậu rồi nhưng mà họ nói ok quý vị nhìn trong này là có bao nhiêu hình sự đây, tới bốn tội là chúng tôi cần, nghĩa là những hồ sơ mà bị bắt tại những sở cảnh sát tại địa phương đó và cả hồ sơ của tòa của bốn cái vụ đó. Mà nhiều khi họ cho quý vị có một tháng để làm thôi, không làm kịp thì phải xin, mà nếu mình làm không kịp nhiều khi họ có thể vì lý do đó đó họ không có gia hạn thêm, họ có thể bác bỏ cái đơn xin của mình, thì là bao nhiêu công lao lại là đổ đi hết. Cho nên cái quan trọng nhất ngay cả lúc nộp đầu vậy là xem con mình có bị hình sự hay không, nếu mình có là phải lo giải quyết cái vụ đó trước khi nộp đơn nữa cơ đó. Thành ra đó là những cái điều mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng với quý vị sơ qua như vậy. Bây giờ trở về một cái điều, một cái việc rất là nhanh để mà quý vị cũng biết, đó là nộp đơn nhập tịch thì phải đóng tiền lệ phí cho sở di trú. Hiện tại bây giờ thì cái lệ phí đó cũng trên 700 đô la, cũng là con số không nhỏ cũng không lớn, nhưng mà có nhiều quý vị vì lợi tức thấp hoặc là không có lợi tức thì làm sao đóng được. Rất may là hiện tại giờ sở di trú họ có cái chương trình để mà coi như miễn cái tiền đó nếu mà chúng ta đủ điều kiện. Thế thì vấn đề chẳng hạn như chúng ta có giấy tờ chứng minh là chúng ta đang lãnh tiền trợ cấp, tiền trợ cấp của bên California bây giờ nó cũng thay đổi nhiều, nhưng mình chứng minh được là mình đang lãnh tiền trợ cấp, mình đang lãnh Medicare, mình đang lãnh Medicare, vân vân. Nhưng cái quan trọng là quý vị, con em của quý vị có khai tên quý vị vào trong cái hồ sơ thuế của họ hay không? Nếu mà có khai đó, thì mình phải lại phải dùng cái hồ sơ thuế của con em quý vị, chẳng hạn như hai vợ chồng có ba đứa con cộng với quý vị nữa, hai vợ chồng quý vị nữa đi, ví dụ vậy thì là tới 7 người, thì lợi tức của hai vợ chồng đó cho 7 người này đó có đủ điều kiện để được xin miễn cái tiền lệ phí đó hay không? Chúng tôi sẽ gặp trở lại quý vị trong chương trình di trú và xã hội trên đài xét trong lần kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị. Thoại 714-868-6868. Quý vị cũng có thể order qua website tại setHomeShopping.com.